đang thích quay thái, tự nhiên mẹ mua full led giờ phải làm sao ta? Thì bây giờ mình đem chiếc full led đi dọn theo kiểu quay thái thôi anh em. Thay dàn áo quay thái nè, bọc lại kiên đỏ, sơn một số chi tiết nữa là chiếc full led của anh em đã thành một chiếc quay thái rồi nha. Cuối cùng là lên một cái tem zin quay thái nha anh em cho đủ uy tín. Mới dọn gọn gàng sạch sẽ giờ để gì chạy lỡ mốt nó chạy sao ta? Phải đến đề canh xe cầu giáp để dán keo trong bảo vệ ba lớp sữa bóng thôi anh em ơi. Với cái nước sơn này mà lên keo trong ba lớp sữa bóng thì chỉ có sang xịn mạnh thôi nha anh em. Bây giờ tháo xe xong là tiến hành là rửa xe sạch sẽ, sau đó mình đem vô mình dán nha anh em ơi. Anh em chạy xe ngoài đường bụi bặm bám lên xe, sau đó anh em chạy lên shop dán thì xe đang rất là dơ mà anh em không chịu rửa nên thì dán lên rất là xấu xe của anh em luôn nha. Mới vô dán được món đầu tiên mà dàn áo anh em có thể thấy nó tăng bóng lên khá là cao, vì dán keo trong ba lớp sữa bóng lên dàn áo của anh em sẽ tăng hơn 30% độ bóng nước sơn zin. Có độ dày là 3 lớp nên anh em cứ yên tâm sẽ chống chạy tuyệt đối, chống được tia UV và chống được mài mòn của axit nước mưa. Thời gian để hoàn thiện mà em full led dán keo trong ba lớp sữa bóng sẽ mất tầm từ 2 đến 3 tiếng nha. Và bây giờ xe cũng đã dán xong rồi thì em mời tất cả anh chị em xem full led up lên quay và dán keo trong bảo vệ ba lớp sữa bóng tại đề canh xe cầu giáp sẽ như thế nào nhé. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người hãy để dưới phần bình luận giúp em. Còn anh chị em nào cần tư vấn keo trong ba lớp cho xe của mình thì em có để dưới đây cho mọi người nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em. Locking in just like that.